Ok, hello chào anh em nha. Rất vui vì đã quay trở lại với kênh video của mình. Nói thì trong video hôm nay thì mình sẽ đưa ra những cái mẹo mà kiểu như mà mọi người đã chơi một thời gian game lâu rồi. Đấy, thì mình sẽ có những cái mẹo để giúp cho mình làm nhiệm vụ hàng ngày nhanh hơn đúng không? Đấy, ví dụ như bình thường thì mọi người làm rất là nhiều nhiệm vụ thì mọi người phải tốn đâu tầm khoảng 1 đến 2 tiếng thì lúc đó mọi người mới làm xong cái nhiệm vụ hàng ngày. Đấy, thì chơi dần lâu á, nếu một cái thời gian như vậy quá nhiều thì nó sẽ không tốt cho chúng ta. Đấy, vì vậy nên hôm nay mình sẽ ra cái video này để cho hướng dẫn mọi người cách mà mình làm nhiệm vụ hàng ngày ha. Và cũng giống như cái mẹo để giúp mình tiết kiệm thời gian mà mình làm nhiệm vụ, nghĩa là mình không cần phải cầm điện thoại mình làm nhiệm vụ lâu này kia, mà mình chỉ cần một khoảng thời gian ngắn hàng ngày thôi. Đấy, là mình có thể làm xong hết tất cả nhiệm vụ, rồi sau đó là mình chỉ canh thời gian mà mình vào mà mình thu thập này kia thôi. Đấy, giống như kiểu là mình chơi game mình phải tiết kiệm được thời gian của mình dành thời gian nhiều như cuộc sống nhưng mà mình vẫn hoàn thành tốt con game nha. Ok, thì bây giờ thì đầu tiên á thì mọi người cứ vào game. Đấy, thì mọi người phải làm trước cho mình kiểu cái trại nuôi côn trùng này nè, cho cái nhiệm vụ côn trùng. Đấy, thì mọi người tiến hành reset. Anh em nằm cày chay không có tiền, không có nhiều kim cương á thì anh em cố gắng reset lên thành là những cái nhiệm vụ màu tím nha, để anh em nhận chứa tiếp anh em nuôi. Đấy, rồi đầu mình cứ reset cho nó cùng màu hết. Đấy, cùng màu hết thì lúc đó mình reset tiếp thì nó sẽ dễ nhảy hơn lên màu vàng hơn nha anh em. Tại vì kiểu như giống như nó sẽ trùng màu thì nó sẽ không ra cái nhiệm lúc mà mình làm mới, nó sẽ không ra những cái nhiệm vụ hiện có nữa. Đấy, thì lúc đó nó sẽ nhảy lên cái nhiệm vụ màu vàng thì lúc đó anh em sẽ dễ dàng hơn. Đây, ví dụ hôm nay thì ở đây nó có hai cái nhiệm vụ khó, đó chính là cái nhiệm vụ tăng tốc 1.200 điểm là mình không làm cái đó, mình sẽ reset nó đi. Và cái mua shop 3 lần nè, mình không cày chơi, mình không nạp tiền á thì mình không nên nhận nhiệm vụ đó. Đấy, thấy chưa? Mình chỉ tốn được khoảng hơn 1k kim cương thôi. Đấy là mình đã làm xong, mình đã có 1 2 3 4 5 6 cái nhiệm vụ trứng vàng rồi. Trong đó có rất là nhiều nhiệm vụ dễ ha. Đấy, mình đầu tiên mình vào game mình làm cái đó trước. Đấy, rồi sau đó thì mình mới bắt đầu mình đi đi tưới cây. Đấy, tưới cây thì mình chỉ cần vào nhấn chữ chéo nước. Này, chéo nước, anh em nào tưới cho mình thì tưới. Đó là cái nhiệm vụ lần thứ hai phải làm. Rồi, tiếp theo là mọi người chạy một cái hang. Này, chạy một cái hang. Anh em nào có bật chuyên tâm á, thì bật lên. Này. Không có thì thôi. Đấy. Ok, mình chạy hang trước. Mình cứ chạy cái hang, mình mở cái hang cho nó chạy. Rồi ạ. Đấy. Ừ. Đấy, mình cứ mở cái hang cho nó chạy. Rồi trong cái thời gian hang đó thì mình sẽ làm gì? Đấy, trong thời gian nó chạy hang á thì mình sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ hàng ngày. Đấy, ví dụ như là những cái nhiệm vụ giống như là hang tối nè. Đấy, mình nhận đồ hang tối. Làm hang tối xong đúng không? Đấy, mình đánh khiêu chiến hang tối. Rồi, khiêu chiến hang tối xong thì mọi người nhớ là mình sẽ mua một lần một cái vật phẩm trong cái chỗ hang tối này, tại vì trong cái nhiệm vụ hàng ngày nó sẽ kêu mọi người làm cái hang tối. Đấy, mình làm cái hang tối mình cứ mua mấy cái tăng tốc, còn mấy cái đồ vật phẩm bên đây thì mình cứ để dành, khi nào cần đồ tốt thì mình nhận về. Rồi hang tối xong đúng không, phải tới vào cái chỗ hang bọ ngựa. Hang bọ ngựa thì mình sẽ tiến hành thu thập hang bọ ngựa. Anh em nào mà có acc vip vip 8 trở lên hay gì, hay vip 7 vip 8 gì đó mình quên mất rồi, đấy là mình sẽ tìm được hang bụng của bọ ngựa nhanh. Đấy, mình vuốt cái hang bọ ngựa xong. Đấy chưa, rồi sau đó mình tiến hành vô mình đổi một phát nữa. Đấy, mình đổi một, mọi người đổi một hai lần thôi. Đấy, để mà mọi người dành cái điểm để khi nào mà tới đuôi top á thì mình ấy. Rồi xong sau đó mình vào liên minh. Đấy, mình vào liên minh rồi mình sẽ cống hiến công nghệ liên minh ha. Cống hiến liên minh sau đó mình mua sẽ mẹ mua cái một cái vật phẩm trong đó luôn. Đấy, thì anh em sẽ mua một cái gì đó, một cái ví dụ như là một cái tăng sản lượng sản phẩm đi, anh em tăng luôn. Đấy, rồi ok, nâng cấp một cái gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình nâng cấp nha, thì mình sẽ nâng cấp con ốc sên lên. Để mình bật qua cái xây dựng. Rồi mình sẽ tiến hành làm nhiệm vụ nâng cấp con ốc sên nha. Đấy, rồi nâng cấp một cái kiến trúc ạ, nhiệm vụ nâng cấp một kiến trúc. Đấy, còn cái khác thì anh em thích nâng gì anh em nâng.
Rồi, nghiên cứu, anh em nào thì nghiên cứu thì mình tiến vào bên đây mình nghiên cứu nha. Đấy, thường là nhờ những cái cấp cao ấy, đấy, là nghiên cứu nó sẽ tốn rất là nhiều. Đây, mình thấy không? Nghiên cứu này. Quốc luôn. Đấy. Rồi. Nghiên cứu xong đúng không? Thì trước đó một ngày thì anh em cứ nuôi cho mình. Đây, anh em cứ nuôi 250 con, 250 con. Đấy, mình cứ nuôi 250 con lính mọi loại và mình bẫy, mình nuôi 250 cái bẫy để sang ngày hôm sau là mình nhận luôn là mình sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ đẻ lính luôn. Đấy, nhiệm vụ đẻ lính hàng ngày luôn. Đấy. Mình sẽ không cần phải làm mà những cái khác nữa. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành mình vào hoa dại. Đây, mình vào hoa dại này. Mình nuôi. Đấy. Hoa dại anh em lưu ý là mình sẽ nuôi nhiều lần ha để cho nó cái mốc phần thưởng nó cao hơn và nó dễ ít năm ít 10 hơn. Rồi sau đó mình sẽ đi vào bên chỗ Ải Viễn Chinh, mình đánh một lần để làm nhiệm vụ. Rồi mình mua đấy, anh em tích tùy anh em tích thì mình tích một cái quả cà chua, sau đó mình sẽ mua thêm một cái trang bị, sau đó mình mua thêm một cái gen. Rồi sau khi mua đã có mấy con liệt kỳ hóa thì mình sẽ bắt đầu và mình cường hóa. Đây mình có bao nhiêu mình cứ cường hóa, mình cường hóa những cái món mà mình đăng lên. Đây, tại vì mình cứ đi theo một cái vòng như vậy thì mình sẽ đỡ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Đấy. Rồi ok, chữa lính. Chữa lính. Anh em nào làm nhiệm vụ chữa lính thì làm. Đấy, chữa lính. Đấy. Xong. Thấy chưa? Rồi, vào đấu trường, mình sẽ phải tiến hành mình vào đấu trường mình đánh nha. Đấy. Mỗi ngày thì đánh 3 lần đấu trường để làm nhiệm vụ. Đấy, mình cứ đánh thôi. Nãy giờ mọi người thấy là chờ cái thời gian mà mình mở bẫy mình đánh hàng á, nãy giờ mình làm được rất là nhiều nhiệm vụ rồi. Đấy, không? Mình không cần phải ngồi thời gian để mình chờ 5 phút nó trôi qua vô nghĩa, nãy cứ để hàng nó đánh thì nó cứ đánh, mình làm nhiệm vụ khác thì mình cứ làm xong một vòng như vậy. Đấy, nãy giờ mọi người thấy là mình làm nhiệm vụ ngày á chưa tới 10 phút nhưng mà đã gần hoàn thành xong hết rồi. Đấy. Hôm nay thì nó đang có một cái event là event mà skin á, mình đánh đấu trường nó có thêm những cái ngọn cỏ. Đấy. Có những cái vật phẩm. Rồi, hiện tại là có một ông đang kéo hàng. Nhảy vô mình đi ké luôn. Đấy. Rồi tiếp theo, chọn kiến đặc chủng. Thì hiện tại là mình không có thời gian mình chọn nên mình cứ chọn đại thôi. Mình bỏ những cái con mà nó không có skill né đi. Đấy, mình sẽ bỏ những cái con không có skill né đi và đem những con có skill né vào. Đấy, tại vì những con có skill né thì mọi người khiêu chiến sẽ dễ ăn ăn điểm hơn nha. Đấy, mình đánh 3 lần. Khiêu chiến đấu trường. Khiêu chiến kiến đặc chủng 3 lần. Rồi chỗ này có thưởng nè, mấy cái thưởng nè, đổi thì mình cứ đổi thôi, làm xong cái nào mình đổi cái đó. Rồi cái chỗ quân đoàn này thì mình cũng nhận thưởng luôn. Đấy, mình thì mình đổi tăng tốc để mình đẻ lính và xây dựng nha. Đấy. Ok, và cuối cùng là cái kiến trúc quân đoàn thì mình sẽ chọn. Mỗi tuần thì nó sẽ reset một lần. Lúc mà khiêu chiến anh em nhớ nhấn vào anh em để coi coi là mấy cái ông kia là hệ gì, thì mình chỉ chọn những ông khác hệ để mình chơi, để mình leo top cho nó dễ. Đó, anh em chịu khó nhấn vào anh em coi hệ nó để mà anh em leo top cho nó điểm nó cao. Đấy, cái nào mà kỵ hệ thì mình bỏ qua, tại vì cái khiêu chiến quân đoàn này thì nó cái mục này á
thì nó chỉ có 5 lần thôi, nên 5 lần một ngày thôi. Đấy, với lại thời gian nó hồi hồi lâu hơn so với hai cái khiêu chiến quân đoàn ở trên và cái khiêu chiến đặc chủng, nên anh em mình lựa kỹ kỹ một tí để mình leo top cho nó cao. Đấy. Cái phần cái điểm ở đây nó cũng rất là ngon, mình nó có thể đổi được gen. Đây nãy giờ mình đã làm xong một vòng nhiệm vụ rồi anh em thấy không? Đấy. Rồi. Mình sẽ đánh ổ săn mồi. Đấy. Đây, mọi người thấy cái chỗ nhiệm vụ hàng ngày của mình nè. À, bây giờ mình cứ vào mình nhận thôi. Đấy. Mình đi một vòng như vậy. Nãy giờ cái quay cái video này chắc chưa được 15 phút đâu. Đấy, mình cứ quay một lần như vậy. Đây, mình làm mình nhận hết. Mọi người thấy không? Đấy. Thấy chưa? Đấy. Rồi, còn những cái chưa làm á thì mình sẽ này thu hoạch quả này, đây. Có ai tưới cho mình á thì mình tưới lại. Còn ai mà không tưới cho mình thì thôi. Đấy. Rồi. Rồi chưa? Mọi người thấy không? Còn có vài cái à. Đấy, 7. Cái 7 này thì hôm qua mình chưa làm thì mình giờ mình làm đi. Đấy. Ok, thành chế tạo đó. Tí nữa mình nhận sao. Rồi, góp công nghệ liên minh hoàn thành nhiệm trước công trùng. À, trước công trùng là mình làm đầu tiên rồi. À, bây giờ mình vào chứ mình trả nhiệm vụ thôi. Đây mọi người thấy không? À, những cái nào tăng tốc, nghiên cứu thì lúc này mình mới làm. 1, 2, 3, 4, 5. Nó kia làm 5 cái tăng tốc, 5 cái xây dựng. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, vào để trả nhiệm vụ mà nhận chứng thôi. Đấy, nhận chứng. Rồi coi có những cái chứng nào mà nó không cùng hệ với mình thì mình đổi thành những cái chứng cùng hệ với mình. Đấy. Đấy, 1.75 tiến hành tăng cấp kiến độc chủng 3 lần. Đấy, mình lấy 3 con cùi, một lấy con cùi nhất mình tăng 3 lần thôi. Đấy, để làm nhiệm vụ thôi. Đấy. 180 điểm năng động. Này, mình hôm nay là ngày năng động là mình hoàn thành nhiệm vụ luôn nè. Đấy. Cái đặc biệt nữa là nó mình hôm nay mình có cái event tổng động viên liên minh. Đấy, mình tổng động viên liên minh nha. Đây mọi người thấy nè, hồi hồi sáng mình vào mình coi á là mình đã nhận rồi nè. Đấy, thấy chưa? Hai cái tổng động viên liên minh đều là cái đặc chủng kế bên luôn. Đấy, hôm nay đua tốt cái đặc chủng thì mình sẽ như, sẵn kết hợp tổng động viên liên minh thì mình sẽ trả cái nhiệm vụ này trước. Đấy. Cái chỗ này cái chỗ trí tuệ nè, đấy, thấy chưa? Đấy. Giờ mình mới nhận. Đấy. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành mình tăng cấp kiến đặc chủng này, sôi nổi cá nhân rồi tổng động viên liên minh ở đây thì nó còn 132k điểm. Đấy, thì mình sẽ mở trứng. Đây. Mình sẽ mở mấy cái trứng tím trước. Mấy cái trứng này thì nó sẽ tương đương với tổng động viên liên minh 600 ở đây, 600 thì ở đây nó còn thiếu 200 300 380 380 mà nó sẽ tương đương với 19 trứng vàng nha. Đây mình sẽ chọn mình mở 19 trứng vàng. Đấy, hiện tại mình đang thiếu con kiến lưỡi liềm thì mình sẽ mở con kiến lưỡi liềm cho nó lên 7 sao này, trả nhiệm vụ giao trả rồi sau đó mình nhận tiếp. Đấy, bạn nhận tiếp mình làm luôn. Mình sẽ mở tiếp con kiến lưỡi liềm nha. Đấy, rồi ok kiến lưỡi liềm. Đấy, mấy hộp thiết kế kim cương này mình mở cứ mở thôi. Đồ thì mình để lại, mấy cái mảnh này thì mình thu hồi, mình full rồi, mình thu hồi. Đấy. Đấy, tổng động viên liên minh 460 điểm. Rồi, bữa hôm bữa đánh phấn hoa, những cái đánh phấn hoa là mình để lại, thế mọi người thấy không? Mình để điểm lại là bây giờ mình mới bắt đầu mình vô mình lấy nè. Đấy mọi người thấy không? Đấy. Mình nuôi con kiến này thì mình đợi nhiệm vụ đây thì mình bây giờ mình mới đổi. Đấy. Tí nữa sắp đến mình đánh bảy nắm 11 giờ rồi. Đấy, hiện tại là sắp 10 giờ, 1 tiếng sau mình đánh bảy nắm thì mình vào top á. Thì sẽ có mảnh kiến đặc chủng nữa. Đấy, lúc đó thì mình sẽ làm thêm nhiệm vụ để mình hoàn thành cái tổng động viên cũng như là hoàn thành cái điểm top này của mình. Đấy, ở đây thì mình còn rất là nhiều trứng mình ấp nè. Đấy. Mọi người thấy không? Ở đây mình trứng có nhiều đây. Đấy. Thì ngày hôm nay
có cái event tăng ký đặc chủng thì mình sẽ kết hợp với cái tổng đồng viên luôn, và mình sẽ làm năm cái nhiệm vụ những cái mặt đặc chủng đó, là mình sẽ được hoàn thành được 5 cái luôn đấy. Vừa giúp cho liên minh mình vừa vừa đua top này luôn đấy. Rồi, mọi người thấy không đấy, mình đã làm gần xong nhiệm vụ rồi đấy. Bây giờ là mình cứ mình đi ra rồi mình treo máy mình thu thập thôi đấy, để mình còn làm việc khác, mình đi chơi, mình đi làm việc này nọ, chứ mình không có dành nhiều thời gian một ngày mà mình cắm đầu vào game đấy. Một ngày mình chỉ cần làm nhiệm vụ tầm nãy giờ là mình chỉ làm tầm 15 phút thôi. Còn thời gian khác thì mình sẽ làm những cái khác, mình không nên tập trung vào chơi game nhiều. Chỉ khi nào hoạt động trong liên minh thì mình lúc đó mình mới chơi. Đấy, mọi người thấy không? Nãy giờ mình quay video chưa đến 15 phút là mình đã làm xong hết nhiệm vụ hàng ngày rồi. Đấy. Ok, chỉ anh em thêm một cái mẹo nữa. Để tiết kiệm thời gian gì cũng giống như những người lười. Đấy, mình đặc biệt mình rất là lười nha bạn. Đây, với chỗ này, với chỗ này đúng không? Đấy. Đây. Nếu như là người bình thường, đấy, những người anh em chơi bình thường á, anh em sẽ nhấn vào đây. Anh em đánh khiêu chiến đấy, anh em đợi tụi nó đánh này, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 5 giây, 10 giây, 5 giây, rồi 10 giây, đúng không, nãy giờ tốn 10 giây rồi đó đấy. Rồi tốn 15 giây cuộc đời đấy, làm sau này tốn tốn tầm 20 giây cuộc đời đúng không đấy. Không, mình sẽ không không đợi như mọi người đâu đấy. Là mọi người xem cách mình làm cái nhiệm vụ khiêu chiến được chỗ này nè. Đấy, mình nhấn khiêu chiến đó mà. Đấy, mình nhấn vào liền một cái tổ khác rồi nhấn dấu X. Là nó đánh xong luôn. Là nó đánh xong luôn, mình không phải đợi. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, là nó đánh xong luôn, nó không phải đợi. Nè, mình lặp lại nè. Đấy, đây, mình nhấn khiêu chiến được chỗ này. Xác nhận, mình nhấn đợi một mảnh đất bên ngoài đó, rồi mình nhấn dấu X. Đấy, là nó xong luôn. Mình không cần phải đợi nha mọi người. Không cần phải đợi làm gì trong công cả. Ok, đó là một cái mẹo nhỏ nha, một cái mẹo hướng dẫn để anh em tiết kiệm thời gian mà mình làm nhiệm vụ hàng ngày á. Mình cứ sắp xếp công việc, cái cách chơi game cho nó logic một tí, cái nhiệm vụ cho nó logic một tí thì mọi người sẽ đỡ tốn rất nhiều thời gian cũng như đỡ tốn rất nhiều tài nguyên nha. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái nhiệm vụ nhận chứng công trùng á, nếu mà mọi người không reset nhiệm vụ hàng ngày đó đầu tiên mà mọi người làm hết nhiệm vụ, sau đó mọi người lại quay lại mọi người làm cái nhiệm vụ reset chứng đó, mọi người sẽ tốn thêm nguyên liệu rất là nhiều. Đấy, rất là tốn thêm rất nhiều tài nguyên. Ok, một vài mẹo nhỏ để anh em chơi hàng ngày nha. Đấy, anh em nào mà thấy video này hay, ý nghĩa thì ủng hộ cho mình một like và đăng ký kênh và share cho anh em trong liên minh cùng xem. Bên cạnh đó thì mình có hỗ trợ nạp game với giá chiết khấu bảo hành từ 15 đến 25%. Đấy. Bảo hành vĩnh viễn tất cả gói nạp, rẻ hơn so mọi người nạp qua Visa Momo. Thì anh em nào có nhu cầu nạp game á, thì liên hệ qua mình qua số Zalo 0888249968, mình ghi trong phần bình luận nha. Để mình nạp cho rất là nhiều active top trong server, thì anh em có thể chat uy tín của mình trên các group và diễn đàn. Ok, hẹn gặp lại mọi người nha. Chúc mọi người có một thời gian chơi game vui vẻ nha.